Con xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ ghép hình chiếc khăn máy bay. Khăn máy bay đúng không? Dạ. Đây, hôm nay là bạn Mon sẽ tháo các mảnh ghép này ra và bạn Mon sẽ ghép lại là hình một chiếc máy bay trực thăng là giống y như vậy đúng không? Dạ. Bạn Mon có tự tin là sẽ làm được không? Được. Mon tự tin không? Tự. Mon tự tin lắm nha. Vậy bây giờ bạn Mon sẽ tháo ra nha. Mon sẽ tháo ra và ráp lại. Là máy bay. Cái này là thử thách của bạn Mon đúng chưa? Đúng. Rớt ra nè. Nên cái mảnh ghép rớt ra. Giờ mình tháo luôn đi. Em rớt rồi. Bạn Mon nhìn thấy bạn Mon có xinh không? Ồ, các bạn nhìn coi bạn Mon có xinh không nha. Mình có đáng yêu không nha. Mình tháo hết cái mảnh ghép ra. Đúng rồi. Các bạn nhìn thấy bạn Mon đáng yêu chưa? Bạn Mon đáng yêu chưa? Mon đáng yêu lắm. Tháo ra hết thì xong rồi bạn Mon ráp vô. Chừng rớt nè, Mon rớt là xíu mình ráp vô không có đủ. Chưa? Đủ chưa? Đủ rồi. Đây, đây là các bạn. Nào các bạn, bạn Mon lấy tay không Mon? Là các mảnh ghép đây. Rồi bây giờ bọn Mon là bắt đầu sẽ ráp nha. Mình bắt đầu đi. Này. Biết ráp không các bạn? Các bạn đang xem bọn Mon á. Nếu các bạn xem bọn Mon ráp, các bạn thích ráp cái này thì bạn sẽ mua đúng không? Dạ. Mua mảnh ghép giống bọn Mon gì về các bạn ráp. Kiếm nè. Mình đẩy cho nó sát á, để thâu nó không ấy được nè, không nằm sát rốt nè rồi. Nó nằm sát mình mới đưa vô được. Quay ngược lại, đúng rồi. Mình thấy có gì đó sẽ sai rồi đó không? Dạ. Chưa nào. Đúng.
đây là tác phẩm của bạn Mon vừa rap xong, là chiếc máy bay trực thăng nha. Cái này là gồm có 20 mảnh ghép đúng không? Đúng rồi. 4, 10, 16 mảnh ghép bạn Mon ơi. Để bạn Mon đếm rồi. Mon đếm thử xem. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vậy là cái này có 16 mảnh ghép mà các bạn. Bạn Mon vừa hoàn thành xong chiếc máy bay trực thăng nha. Rồi bạn Mon nói gì với các bạn nào? Chào tạm biệt các bạn. Thì gọi đã làm sao? Bye bye, xin quên nghe cái hộp Mon nhé.